Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 31.000 tỷ đồng, khởi công tháng 7 năm 2014, đi qua 3 địa phương bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Long An. Dự án này dự kiến hoàn thành năm 2019, nhưng quá trình thi công gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, chính sách nên bị đình hoãn, giãn tiến độ, một số nhà thầu hủy hợp đồng giữa chừng. Do đó, chủ đầu tư đã xin lùi thời gian hoàn thành dự án đến cuối quý 3 năm 2025. Tuyến cao tốc này đoạn qua địa phận thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài gần hơn 24 km, nằm trên địa phận 3 huyện bao gồm Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong đó, đoạn qua huyện Nhà Bè có chiều dài gần 5 km. Sau khoảng 10 năm xây dựng, nhiều đoạn cao tốc qua địa phương này đã cơ bản hoàn thiện và đi đến hoàn thành những hạng mục cuối. Đoạn qua địa phận huyện Nhà Bè, tuyến có điểm đầu nằm tại cầu Bà Lào, bắc qua sông Cần Giuộc, điểm cuối nằm tại cầu Bình Khánh, kết nối huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ. Cầu Bình Khánh hiện cũng đang được đẩy nhanh việc thi công xây dựng, đây là cây cầu có tỉnh không cao nhất Việt Nam hiện nay. Hệ thống cầu cạn hiện cũng đang được hoàn thiện. Được biết, toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A, với 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Theo tìm hiểu, cao tốc Bến Lức - Long Thành đoạn qua địa bàn huyện Nhà Bè thuộc gói thầu XL A224, riêng cầu Bình Khánh là gói thầu J1. Đối với gói thầu này, đơn vị thi công là liên danh Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần 471, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Kỹ thuật Điện và Xây dựng Hà Nội. Theo báo đấu thầu, giá trúng thầu của gói thầu này là 1.011 tỷ đồng, giá dự toán 1.050 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 328 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn vị giám sát là liên danh Dasan, Kuma và ICT. Dự kiến đoạn tuyến này sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2025 theo như kế hoạch. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ, góp phần giảm thiểu áp lực giao thông và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, quốc lộ 51. Bên cạnh đó, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành được kết nối thông suốt với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương sẽ hình thành tuyến đường cao tốc liên vùng. Trước mắt, cuối năm nay, dự kiến đoạn tuyến cao tốc dài gần 3 km đoạn từ nút giao giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương với cao tốc Bến Lức, Long Thành sẽ được đưa vào sử dụng. Một khu dân cư nằm ngay gần cao tốc Bến Lức, Long Thành hiện nay, đây là khu dân cư The Star Village của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Intresco. Dự án này có quy mô gần 56 hectare. Đây là một khu phức hợp bao gồm chung cư cao tầng, biệt thự đơn lập, song lập, nhà liên kế vườn, liên kế phố,